mình sẽ đi bắn một xì tiếp nữa nha. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah, đội mình thắng nữa rồi đi cô ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm ô số 13 nha. 13, 13, 13. Số 13 ở đâu ta? À, kia rồi, số 13 ở đây. Bây giờ mình sẽ mở ô số 13 ra nha. Ô số 13 là một cái laptop màu hồng. Yeah. Có số 13 đi nữa nè. Joyce ơi, trong ô số 13 mình có một cái laptop luôn nè. Wow, thật là một phần thưởng bất ngờ luôn. Giá trị quá đi cô ơi, một cái máy laptop luôn. Bây giờ đội của mình sẽ quánh đồ xì lên nha Joyce. Nico. Bobby ơi, đội bên kia có một cái máy tính rồi kìa. Không ra đâu mấy chiều sang, nhà của mình có một cái máy tính rồi. Oh yeah, biết sao bạn cố gắng quánh đồ xì cho thắng nha Barbie. Được thôi Nick. Rock, scissors, paper, shoot. Ô số 14 là 14. Oh, number 14 đây rồi, để mình mở ra. Là một cái túi sách rất là đẹp, màu bạc luôn, mình rất là thích. Mấy khi ai mà có một cái túi sách màu bạc này rất là đẹp. Đẹp lắm đó Barbie. Tụi mình mở đồ xì đi nha. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah, đội của tụi mình lại chiến thắng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm số 15. Số 15 đâu ta? 15. À đây rồi, số 15. Mình sẽ mở ô số 15. Wow, là một cái máy chụp hình màu hồng luôn, đẹp quá. Mấy cậu ơi, mình tìm thấy được cái máy chụp hình trong ô số 15 nè. Wow, thích quá. Có cái máy chụp hình này tụi mình đi du lịch đã luôn đó nha Joyce. Mình sẽ chụp hình thỏa thích với cái máy chụp hình này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quấn đồ xì nha. Ok. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah, đã mình thắng rồi. Yeah. Ok Barbie. Số 16, number 16. Number 16 ở đây rồi. Để mình mở ra. Wow, đó là một cái dòng gỗ màu trắng rất là đẹp. Gỗ nó hả Nick? Hai tụi mình đã đeo hai cái vòng gỗ rồi. Đội bên kia chưa có nên mình đặng đội bên kia đi ha. Ok Barbie, Joyce, let's go. Mình mới tìm được một cái vòng gỗ màu trắng và đội của mình đặng bạn đó. Hai tụi mình cảm ơn đội bạn nha. Không có gì đâu. Cái vòng gỗ này đẹp thật đó Joyce. Đẹp thật đó. Bây giờ chúng mình cùng quánh đồ xì nữa nha. Paper shoot. Yeah, đội của mình thắng rồi. Cậu đi tìm đi Nico. Số 17, number 17. 17. À, số 17 đây rồi. Để xem bên trong ô số 17 là gì nha. Wow, đó là một cái lược màu đỏ. Trời ơi, mình nhìn thấy được một cái lược màu đỏ trong ô số 17 nè. Cái lược dễ thương quá đó Nico. Vậy bây giờ tụi mình đánh thử xì tiếp tục nữa nha. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ tìm ô số 18. 18. Ô số 18 ở đâu rồi ta? Số 8 đây rồi. Thì ô số 18 sẽ ở đây. Bây giờ mình sẽ mở ra. Và ô số 18 đang ngay món quà này luôn nha. Chúng ta cùng nhau bắn đồ xì nữa nha. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah, đội cho mình thắng nữa rồi. Số 19, number 19. À, đây rồi, ở dưới cái váy của Barbie nè. Để mình mở ra xem đó là gì nha. Wow, đó là một đôi bông tai màu bạc. Đẹp quá. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục bắn đồ xì nữa nha.
Rock, scissors, paper, shoot. Yeah! Yeah. Tụi mình sẽ đi tìm ô số 21. 21. Ô số 21. 21. À, ở ngay trước Barbie luôn nè. Wow, mình sẽ mở ô số 21 ra mới được. Ô số 21 là một cái đường cây màu bạc, thật là dễ thương. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah. Thắng rồi, yeah. Bây giờ mình sẽ tìm ô số 22. 22. Số 22 đây rồi. Ngày tóc của Mickey luôn. Rất là đẹp. Bên trong số 22 chúng ta có một cái lược màu đỏ rất là xinh đẹp. Còn có một cái nơm nữa nè. Rock, scissors, paper, shoot. Yeah. Đội tụi mình thắng rồi. Đội tụi mình sẽ đi tìm ô số 23. 23. Ô số 23. Ô số 23. À đây rồi. Ngày tôi cái giỏ sách của Barbie. Bây giờ mình sẽ mở ô số 23 ra xem nó là gì nha. Wow, là một đôi giày bạc, cao gót, có nơ nữa. Đẹp quá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xì lần cuối cùng để mở ô số 24. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Rock, scissors, paper, shoot.